đội trưởng hướng dẫn đội mình nha. Các bạn đội trưởng hướng dẫn đội mình. Hello, các đội như thầy nói chút xíu nè. Các đội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các đội như thầy nói chút xíu nha. Các đội nè. Các đội nghe thầy nói chút xíu nè. Các đội nghe thầy nói chút xíu. Các đội đội số 1 nè. Các đội đặt tên cho mình á. Các con đặt thêm một cái câu slogan cho đội của mình. Được chưa? Và khi các con nhắc thêm bài em con đặt tên và đặt một câu slogan nữa nha. Và đặt tên vào một cái slogan. Rồi các em nghe rõ nha. Khi giới thiệu tên mình thì đặt hô to tên đội, rồi sau đó hô to slogan của đội mình nha. Tập trung vô kìa. Còn đâu anh? Mấy chị treo vậy? Không được làm ra ở chỗ như vậy á. Bị mấy đứa như vậy. Gì kìa? Thả treo kìa. Để đây đừng mẹ. Sủa. Bán tổ chức sẽ chia cặp thi đấu. Lắp lên dòng đội đội xuống phần đi trên đôi kia lên tích trong thời gian nhanh nhất. Thôi, tôi đi cho. Tự chứng đồng hết mà. Lắp đội xe trên cỏ đội nào. Rồi, khỏi hiên trong quá trình đi sẽ là bị sự thua.